Cái chỗ này nó đẹp lắm nha, không có khác gì Hawaii đâu. Mọi người sẽ nhìn ra phía xa một tí xíu. Ok. Rồi, ở phía trên nha. Rồi ta từ từ nhìn xuống dưới. Đẹp lắm, bãi biển đẹp. Ok. Quá đẹp đi. Đó. Ở đây có những cái cấu tạo mà của biển cực kỳ đẹp. Biển xanh là mây trắng, đẹp vô cùng. Hôm nay là đi biển cái nhà với thầy, với các sư cô. Thì bây giờ là mình muốn đi đến Manly hả thầy? Manly thì phải đi ngang cái thành phố của Sydney. Xuống hầm. Bây giờ đang xuống Tuyên là vô hầm. Vô hầm đây. Người hôm nay sẽ được là đi tham quan những cái cảnh mà đẹp nhất của Sydney. Bây giờ chúng ta đang đi vào trong Tuyên Đen. Ta ra khỏi cái Tuyên Đen rồi. Hết Tuyên Đen này, tới Tuyên Đen khác. À, cái này là tuyên đền nhỏ thôi. Cái này phố phía bắc. Nghe tiếng gió biển chưa? Đây. Phố nha, phố. Sẽ
Sư phụ ơi, có nhà che mát nè. Thôi không có đi ở đây đi nữa. Đi lên nữa có sao đâu. Mình lên trên lầu kia luôn kìa. Ở này là nhà cổ nè. Quá xa chưa. Có cả bếp ba này kìa. Chạm hết nữa tại vòng xuyến đi theo lối ra thứ nhất vào Dali Road. Thấy là xin đây ở phía trước, thành phố xin đây ở trước đây nè, và nằm trong mưa. Oh wow wow, thấy chưa, trời đất ơi, những cái giọt mưa giúp giúp gia đình làm thôi vậy nha. Cô cho thấy thành phố xin đây là mưa mà, còn bây giờ là nắng lên rồi. Các bạn sẽ thấy cái thành phố mặt Tây á, nó rõ ràng rất là đẹp. Ở Sydney, Sydney bạn đâu? Sydney thành phố rất là đẹp. Đây. Rồi bây giờ tiếp tục đi đi tiếp. Bởi vì hôm nay là bị mưa gió. Hơi có nghĩa là dở nhưng mà bù lại thì bây giờ là trời nắng lên rồi, đẹp rồi. Cả đoàn đã lên xe rồi, là cả đoàn sẽ đi đến cái bãi biển sau thì xích hả. Đọc lại sao sao liền. À, vì sao lì đi đến sao lì pích em thì cái bãi biển này rất là đẹp và nhiều, rất là nhiều cá, không có cả cá mập nữa, cho nên chúng ta tha hồ ai muốn bắt bắt, nhưng mà đây cấm câu cá nha, cấm bắt ốc này nha, rồi cấm là cho cá ăn này nha, rồi cấm bẫy cá nha, rồi coi chừng không có lấy mấy cái này là phạm pháp đó. Ở đây chúng ta cho được quyền coi thôi, nói gì nói gì ngắm thôi, chứ không được quyền ăn nha. Rồi mời mọi người sẽ cùng với chúng tôi đi xuống với cái bãi biển. Xin mời. Tắt ha. Đi đến Sao Lê Pích thì cái bãi biển này rất là đẹp và nhiều, rất là nhiều cá, không có cả cá mập nữa, cho nên chúng ta tha hồ ai muốn bắt bắt, nhưng mà đây cấm câu cá nha, cấm bắt ốc này nha, rồi cấm là cho cá ăn này nha, rồi cấm bẫy cá nha, rồi coi chừng không có lấy mấy cái này là phạm pháp đó. Ở đây chúng ta cho được quyền coi thôi, nói gì nói gì ngắm thôi, chứ không được quyền ăn nha. Rồi mời mọi người sẽ cùng với chúng tôi đi xuống với cái bãi biển. Xin mời. Ở phía trước là bãi biển. Nó là bờ biển Men Lì. Ta tắm ở dưới đó. Đấy. Nó có mấy cái bờ biển mọi người thấy đây đẹp, đẹp vô cùng á. Lại coi đây có mấy con tắc kè luôn nè, đây đây là mấy con tắc kè luôn nằm đầy á. Quá xa chưa, mấy ảnh dân còn nằm ở đây chơi á. Đấy coi đẹp ghê không. Đấy biển rất đẹp nè. Sẵn cái bên heo này để viên xong coi xem. Ôi giời, cái biển đẹp không. Hey, mời các bạn đi xem. Trời ơi, ở đây mấy cái hôm mà có vẻ làm như là béo ra vậy ta. Hả? Thấy không? Đấy, hai thầy trò nó trời ơi. Quá trời đi chưa. Mà đẹp quá vậy nè. Đó, cái này là ở ở biển của Melly. Trái giống như trái thông vậy ha. Cây này là quốc hoa của Úc á. Quốc hoa. Mà liệu nó tàn hết rồi, không có đẹp.
trong cái bằng lái á, nó có hình mấy cái bằng này. Bảo vệ con này không có cho mà hại nó phải không? Chứ không có tên nè. Vô rừng đi biển quá trời chưa. Bây giờ tới cái phần mà bãi biển ở đây đó, nhìn thấy chưa. Khóa tình yêu nữa, khóa tình yêu nữa. Yêu ở đây thì chết luôn á. Mấy cái khóa tình yêu này rồi leo hàng rào ra kia. Ôi trời ơi, cái biển đẹp thiệt đẹp nè. Thôi bờ biển đẹp tuyệt vời chưa. Giờ có giống như có con gì á, con khủng long á đang nhìn xuống dưới bờ biển. Liền nhông rồi đó, nó nhìn xuống biển. Đó, quá đẹp luôn, đẹp xanh mướt. Rồi, đấy, cái chỗ này nó đẹp lắm nha, không có khác gì Hawaii đâu. Mọi người sẽ nhìn ra phía xa một tí xíu, ok. Rồi, ở phía trên, ha. Rồi ta từ từ nhìn xuống dưới, đẹp lắm, bãi biển đẹp. Ok, quá đẹp đi. Ở đây có những cái cấu tạo mà của biển cực kỳ đẹp. Biển xanh là mây trắng, đẹp vô cùng, trời đẹp ha. Đó. Đây. Anh chàng này đang chụp hình. Đây cũng đang chụp. Đến cái bãi biển của Mê Linh. Và cái bãi biển này nó rất là xinh đẹp. Có lẽ nó có hơi giống một phần nào ở Hawaii. Kiếm chỗ đậu xe mà biển khó. Giờ kiếm chỗ đậu xe, coi chừng xe đạp. Rất là đẹp. Một màu là sáng là huy hoàng. Và chúng ta sẽ thấy cái bãi biển tuyệt vời. Đây. Rồi chúng ta sẽ thấy cái biển Bali này là rất đẹp, nhưng mà cũng khá là cái khí hậu của nó là hơi lạnh so với cái biển của ở Hawaii. Thì cái vinh gốc này nó giống như Hawaii vậy. Nhưng mà thực ra là nếu mà ai đã đi Hawaii rồi thì sẽ rất là thích. Mọi người sẽ có thích ở đây là cái tương tự như ở gốc của Hawaii. Đi trong Bali ở đây và hẹn lại với các bạn là dịp khác. Rồi chào thầy nha. Rồi.